Bà xã Quyền Linh trẻ như gái đôi mươi trong trang phục áo dài nền nã. Bà xã Quyền Linh được nhận xét là người khéo léo, duyên dáng. Mới đây, trên trang cá nhân Dạ Thảo, bà xã MC Quyền Linh đăng tải bộ ảnh mặc áo dài trắng trẻ trung. Nhìn qua ai cũng ngỡ rằng cô mới chỉ tuổi đôi mươi. Được biết, nhân dịp kỷ niệm 30 ngày ra trường, bà xã Quyền Linh cùng bạn bè trở lại mái trường xưa. Trong lần trở về trường, bao kỷ niệm thời học sinh lại ùa về trong cô. Dạ Thảo viết, 30 năm rồi ta trở về đây. Thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy. Xin một lần tay lại nắm chặt tay. Thay mặt ban tổ chức, Thảo xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ sự hiện diện của quý thầy cô cùng tất cả các bạn trong buổi hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Hy vọng chúng ta tiếp tục có thật nhiều kỷ niệm ở những lần họp mặt tiếp theo. Khoác trên mình bộ áo dài màu trắng trẻ trung khiến bà xã Quyền Linh như trở về với tuổi học trò đôi mươi đầy hồn nhiên, vô tư. Bà xã Nam MC được nhận xét trẻ hơn so với tuổi, gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng duyên dáng. Bà xã của MC Quyền Linh tạo cho nhiều người cảm giác ngất ngây với nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời trẻ trung và vóc dáng thon thả cùng làn da mịn màng không khác gì thiếu nữ đôi mươi. MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo đã bên nhau 2 thập kỷ và có 2 cô con gái lọ lem, hạt dẻ vừa xinh đẹp, giỏi giang. Không chỉ là MC quốc dân, được mọi người yêu mến, mà Quyền Linh còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có cho mình cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo và 2 cô con gái xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.